Chào mừng toàn thể quý anh chị đã quay trở lại với kênh xe hơi Tuấn của em Vinh. Thì video ngày hôm nay em sẽ tiếp tục giới thiệu đến cho quý anh chị những mẫu xe đang cực kỳ hot của nhà Toyota. Thì nhân vật video ngày hôm nay em sẽ gửi tới cho toàn thể quý anh chị, đó chính là mẫu xe Toyota Fortuner, một phiên bản được rất nhiều khách hàng tin dùng và lựa chọn trong 7 phiên bản của nhà Toyota. Và mẫu xe Fortuner đó chính là chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản máy dầu, số sàn một cầu. Thì với mức giá chưa tới 1 tỷ, chỉ có là 995 triệu, thì em nó sẽ được trang bị những option gì và vì sao chúng ta nên mua một chiếc xe sử dụng động cơ 2.4 lít máy dầu, số sàn một cầu. Thì quý anh chị nào đang coi video này chưa đăng ký kênh của em Vinh thì nhớ nhấn like video này và nhấn đăng ký kênh đón xem đến cuối video để biết được em Fortuner số sàn này có những option gì và giá bán của em nó sẽ như thế nào, chương trình giảm góp làm sao nha. Đầu tiên em sẽ xin đi từ phần giá. Thì đối với giá niêm yết của nhà máy Toyota Việt Nam cho mẫu xe Fortuner màu trắng em đang quay cho quý anh chị đây là 995 triệu. Thì riêng đối với mẫu xe Fortuner máy dầu của nhà Toyota là xe được lắp ráp ở trong nước, nên đồng nghĩa chiếc xe Fortuner này cũng sẽ được hưởng sự hỗ trợ từ nhà nước, đó chính là thuế trước bạ chỉ với 5% thôi. Và cùng với đó, hiện tại ngân hàng tài chính Toyota vẫn đang hỗ trợ cho mẫu xe Fortuner vay từ 80-85% giá trị xe. Tùy vào cái khả năng tài chính của khách hàng thì quý anh chị chỉ cần trả trước đâu đó cả thuế phí ra biển số và số tiền trả trước chỉ rơi vào tầm khoảng là hơn 200 triệu một chút thôi, là chúng ta có thể nhận ngay mẫu xe Fortuner phiên bản máy dầu số sàn một cầu này về nhà rồi. Thì đầu tiên, để biết được những cái thông tin chi tiết hơn về trả góp hàng tháng là bao nhiêu và chương trình khuyến mãi của mẫu xe này nó sẽ như thế nào thì quý anh chị vui lòng liên hệ ngay vào hotline phía trên màn hình để em có thể tư vấn cụ thể hơn cho quý anh chị, vì chương trình khuyến mãi sẽ thay đổi liên tục tùy vào thời điểm quý anh chị mua xe, nên để biết được cái giá lăn bánh chính xác nhất về cái nơi mà quý anh chị đang sinh sống, cùng với đó là cái chương trình trả góp lãi suất, thì quý anh chị vui lòng liên hệ ngay cho em Vinh nha. Và tiếp theo đây thì em sẽ đi vào giới thiệu tiếp đến quý anh chị những cái option được trang bị trên xe. Thì chúng ta có thể thấy được form dáng của năm 2022 này, Fortuner đã được tút lại toàn bộ về nhan sắc từ đầu xe, thân xe cho đến đuôi xe. Nhìn phần đầu xe của chúng ta, chiếc xe sẽ hầm hố hiện đại hơn rất là nhiều khi chúng ta sử dụng toàn bộ hệ thống chiếu sáng phía trước là đèn LED. Quý vị thể quan sát được ngay ha. Đây là cụm đèn pha được trang bị trên mẫu xe Fortuner phiên bản số sàn. Đó, được thiết kế rất là mỏng, nhỏ và sử dụng bóng đèn bi LED luôn nha. Đó, bóng đèn chiếu xa và bóng đèn chiếu gần chúng ta sẽ sử dụng chung trong một bi LED, cho ra cái ánh sáng cực kỳ tốt luôn và tính thẩm mỹ nó sẽ cao hơn so với những bóng đèn ngày trước chúng ta sử dụng là bóng đèn bi halogen, và bóng đèn chiếu xa sẽ là phản xạ đa hướng nha. Đó, cùng với đó thì phía trong đây chúng ta sẽ có đèn chiếu sáng ban ngày, trong đây là đèn chiếu sáng ban ngày chúng ta nha, có đèn chiếu sáng ban ngày dạng LED luôn, rất là đầy đủ nha. Phía trong đèn chúng ta lại còn được nhấn thêm một cái đường chạy chrome nữa, thì cái cụm đèn nhìn nó rất là đẹp và tinh tế. Xuống phía dưới đây thì phần đèn sương mù của chúng ta cũng được trang bị là đèn LED luôn nha, đèn LED luôn, có cảm biến góc trước. Trên Fortuner số sàn thì chúng ta đã được nâng cấp đến tận 6 cảm biến nha, rất là thuận tiện cho quý anh chị khi sử dụng xe. Đó, đối với 6 cảm biến này chúng ta sẽ bao gồm 2 cảm biến góc trước và 4 cảm biến góc sau, thuận tiện hơn đối với một cái mẫu xe mà có thể nói là to nhất trong phân khúc SUV tại thị trường Việt Nam của chúng ta. Thì đây sẽ là một cái hỗ trợ cực kỳ tốt cho quý anh chị trong khi chúng ta điều khiển xe trong môi trường, đặc biệt là khu vực thành phố Hồ Chí Minh, với cái mật độ di chuyển xe nó rất là lớn thì nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều cho quý anh chị. Xuống phía dưới đây thì sẽ là đèn xin nhan của chúng ta và đèn đờ mi nha. Đó, nửa tản nhiệt của chúng ta thì được thiết kế dạng bậc thang nha, nửa tản nhiệt được thiết kế dạng bậc thang, logo mạ rôm làm to bản, tăng thêm điểm nhấn ở phần đầu xe và những cái đường sơn bạc kéo dài từ lưới tản nhiệt kéo suốt vào trong phần hông xe luôn ha, rất là đẹp nha. Đó, cùng với đó thì những cái đường ốp nhựa đen vòng quanh xe tăng thêm điểm nhấn cho xe rất là nhiều, đặc biệt là cái phần mũi phía trước ốp nhựa đen nhìn chiếc xe của chúng ta rất là cứng cáp nha. Đây là tổng thể phần đầu xe, quý anh chị thể quan sát được ha, nhìn chiếc xe của chúng ta rất là đẹp. Đó, đặc biệt thì cái màu xe mà em đang quay này là màu trắng nữa. Đó, chiếc xe chúng ta sẽ được nhấn mạnh thêm rất là nhiều điểm. Chúng ta sẽ tiến dần ra phần hông xe nha. Khi chúng ta tiến dần ra phần hông xe thì chúng ta có thể thấy nổi bật ngay là bộ mâm đúc. Bộ mâm đúc được trang bị trên mẫu xe Toyota Fortuner số sàn. Đó,
được phay bạc và sơn màu đen mờ nha, rất là đẹp nha. Đó, thắng của chúng ta thì sẽ sử dụng thắng đĩa 4 bánh luôn. Đó, mang lại một cái cách thiết kế và thẩm mỹ nó sẽ cao hơn. Khi chúng ta sử dụng thắng đĩa, nó sẽ cho ra một cái độ chính xác phanh tốt hơn so với chúng ta sử dụng phanh tăng chống. Về phần mâm của chúng ta nhìn rất là sáng nha, quý chị thể quan sát được trong video nha. Mâm rất là sáng luôn, kích thước mâm thì rất là lớn luôn, 17 inch luôn nha. Đó, rất đẹp nha. Gương chiếu hậu của chúng ta thì được sơn cùng màu thân xe, có ốp nhựa đen nữa. Đèn báo dễ dạng nét trên gương rất là đầy đủ nha, chỉnh điện gập điện. Đó, một mẫu xe phân khúc lớn gầm cao thì đương nhiên là trang bị theo xe chúng ta sẽ có bệ bước chân luôn nha. Bệ bước chân của chúng ta thì được sơn màu đen. Đó, nhìn chiếc xe rất là cứng cáp nha. Đó, chúng ta có những cái ốp nhựa đen ở phần hốc bánh xe, rồi có thêm cái bệ bước chân màu đen nữa thì nhìn chiếc xe rất là cứng cáp. Rồi, di chuyển phần ra rần ra phần đuôi xe nha. Đây, đây là tổng thể phần đuôi xe của mẫu xe Toyota Fortuner. Phiên bản số sàn, máy dầu một cầu nha. Đó, về phần cụm đèn của chúng ta thì được trang bị là full LED luôn nha. Cụm đèn hậu phía sau full LED luôn, rất là đẹp. Có hai dải LED dài chạy kéo dài từ cái phần đèn hậu phía sau được làm to bản. Đó, nhìn chiếc xe rất là mềm mại và đẹp nha. Đó, chúng ta có cánh hướng gió phía sau, anten dạng vây cá mập, gạt mưa phía sau, xây kính sau. Như em có chia sẻ thì chúng ta được trang bị đến 4 cảm biến nha, gồm 2 cảm biến gốc và 2 cảm biến lùi. Đó, camera lùi là không thể thiếu rồi. Chúng ta được trang bị camera lùi theo xe luôn nha. Đó, rất là đầy đủ nha. Đèn báo phanh trên cao của chúng ta thì cũng nó sẽ là dạng LED luôn. Đây, rồi em có thể mở phần cốp xe này lên nha. Cốp xe của chúng ta thì sẽ mở bằng cơ và kết hợp với hai tia thủy lực để mở lên nha. Đây là phần cốp xe khi chúng ta lật băng ghế thứ ba lên thì phần cốp xe của chúng ta sẽ rất là rộng. Quý chị thể quan sát được ha. Chúng ta có thể để được rất nhiều đồ khi chúng ta không sử dụng cái băng ghế thứ ba. Và nếu như sử dụng băng ghế thứ ba thì chúng ta cũng có một khoảng để đồ khá là tương đối. Đó, bánh dự phòng của chúng ta sẽ được treo phía dưới này nha. Đấy, treo phía dưới đây. Đó, rất đẹp đúng không quý chị ha. Rất nhiều khách hàng quan tâm đến phần tiêu hao nhiên liệu thì tiếp theo em sẽ giới thiệu đến quý chị về cái phần tiêu hao nhiên liệu của mẫu xe Fortuner máy dầu một cầu số sàn nha. Thì đối với đường kết hợp như nhà máy công bố là có 7.3 lít thôi, 7.03 lít nha, chứ không phải 7.3 lít nha. Rồi trong môi trường đô thị kẹt xe thì chỉ có 8.65 lít thôi. Rồi ngoài đô thị là chỉ có 6 lít thôi. Và xe của chúng ta thì sử dụng nhiên liệu là dầu nha, cực kỳ tiết kiệm. Và trong cái thời điểm hiện tại thì giá xăng đang tăng rất là cao thì đây sẽ là một cái lựa chọn quý chị có thể sẽ cân nhắc thêm. Rồi, thì tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến dần vào khoang nội thất của mẫu xe Toyota Fortuner. Thì đầu tiên thì phần táp bi cửa của chúng ta sẽ được bọc nỉ rất là kỹ nha. Đó, tay nắm cửa mạ rôm. Rồi, đây là hệ thống điều khiển trung tâm kính của chúng ta. Kính lái lên xuống tự động một chạm nha. Khóa kính, lốc cửa, chỉnh điện, gập kính điện rất là đầy đủ nha. Đó, rồi, ghế của chúng ta thì rất tiếc là trên phiên bản này của chúng ta sẽ trang bị là ghế nỉ nha. Nhưng mà khách hàng có thể chọn lựa giữa ghế da nữa. Chúng ta có thể trang bị thêm ghế da thì đây sẽ là một cái option mà khách hàng có thể cân đối và lựa chọn thêm. Còn nếu không thì chúng ta có thể để ghế nỉ như vậy để có thể sử dụng để tiết kiệm thêm một khoản chi phí. Rồi, quý chị cùng bước khoang nội thất với em Vinh nha. Em sẽ đóng cửa lại nha. Rồi, thì đầu tiên đây là màn hình tablo của mẫu xe Toyota Fortuner. Em sẽ thao tác khởi động lên nha. Rồi, đây là màn hình chào của mẫu xe Toyota Fortuner phiên bản máy dầu số sàn. Đó, thì đầu tiên chúng ta có thể quan sát thấy đó chính là đây là màn hình hiển thị của mẫu xe Fortuner. Phía bên đây thì sẽ là vòng tua máy và nhiệt độ của xe. Phía bên đây thì sẽ là tốc độ và báo nhiên liệu của xe. Thì chúng ta sẽ có một màn hình đa thông tin nhỏ ở phía trong 4.2 inch, thể hiện rất là đầy đủ nha. Tất cả các thông số được báo đến cho người lái trên cái màn hình đa thông tin này. Ví dụ như chip A, chip B, Odo. Và cùng với đó thì sẽ là rất là nhiều thông tin khác gửi tới cho người lái để chúng ta thể nắm bắt chiếc xe một cách tốt hơn. Rồi, vô lăng của chúng ta cho ra cảm giác cầm nắm cũng khá tương đối là tốt. Đó, tích hợp rất nhiều nút bấm ở trên vô lăng nha. Ba chấu, vô lăng chúng ta thiết kế ba chấu mạ bạc. Đèn của chúng ta thì là auto, tự động bật tắt luôn nha. Đây. Rồi, rất tiếc là chúng ta chỉ có gạt mưa. À,
Xe của chúng ta thì sẽ sử dụng chìa khóa cơ nha. Nếu mà có smart key nữa thì rất là tốt luôn, nhưng mà rất tiếc trên phiên bản này chưa có nha. Về hệ thống giải trí thì chúng ta được trang bị 6 loa cùng với một màn hình DVD 7 inch. Hình DVD 7 inch nha, có kết nối Apple CarPlay, Android Auto, rồi nghe nhạc, nghe radio, kết nối USB. Đó, kết nối Bluetooth cũng khá là đầy đủ với một cái tính năng giải trí là như vậy. Thì thấy trên một mẫu xe chưa tới 1 tỷ thì đây sẽ là một cái sự lựa chọn khá là ổn. Xuống phía dưới đây thì chúng ta sẽ có điều hòa chỉnh cơ nha. Điều hòa chúng ta sẽ chỉnh cơ thôi để tiết kiệm chi phí. Rồi, phía dưới đây chúng ta sẽ có những cái hộc đồ để đồ nhỏ này. Và đây là hộp số quen thuộc trên mẫu xe Toyota Fortuner của chúng ta ha. Đó. Rồi, thì về chế độ chạy được trang bị trên Fortuner số sàn thì chúng ta sẽ được trang bị hai chế độ chạy, bao gồm chế độ Eco và chế độ Power để chúng ta có thể thuận tiện hơn khi sử dụng. Thì nếu mà muốn tiết kiệm nhiên liệu thì chúng ta có thể chạy chế độ Eco, và khi chúng ta cần tăng tốc và cần một chiếc xe mạnh mẽ hơn thì chúng ta có thể sử dụng chế độ Power để trang bị trên xe ha. Cùng với đó thì thắng tay của chúng ta thắng tay cơ nha. Đó. Vậy thì tay sẽ có đầy đủ hộc để đồ. Đó. Tương đối là đầy đủ nha. Về hệ thống an toàn trên xe thì rất nhiều khách hàng lo lắng về cái việc mà chiếc xe Fortuner bị đồn đoán là một chiếc xe thánh lật. Thì đối với phiên bản của năm 2022 thì chúng ta đã được trang bị rất là đầy đủ, trong đó bao gồm hệ thống an toàn là có 6 túi khí, rồi hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống kiểm soát lực kéo, khởi hành ngang dốc rất là đầy đủ nha, và ABS rồi là EBD tất cả đều có hết trên mẫu xe Fortuner số sàn này rồi nha. Nên chiếc xe này hiện tại từ những năm gần đây thì chúng ta sẽ không thấy chiếc xe này còn gọi là thánh lật nữa. Nên quý vị muốn chọn lựa thì rất là yên tâm khi chúng ta lựa chọn mẫu xe Toyota Fortuner số sàn này nha. Dạ rồi, tiếp theo thì em xin mời quý anh chị cùng bước ra hàng ghế thứ hai với em Vinh nha. Rồi, đây là hàng ghế thứ hai trên mẫu xe Toyota Fortuner. Thì thao tác để lên hàng ghế thứ ba của chúng ta thì cũng rất là đơn giản thôi, chỉ có một chạm thôi nha. Đó, đây. Và chúng ta có thể bước vào hàng ghế thứ ba. Thì ở hàng ghế thứ ba của chúng ta thì thực sự rất nhiều khách hàng lo ngại về cái việc mà cái sự không được thoải mái ở trong cái hàng ghế thứ ba. Thì em có thể chia sẻ ngay ở đây thì ở cái hàng ghế thứ ba này của chúng ta thì sẽ không có chật đâu nha. Đó, anh chị có thể quan sát được trong video thì cái phần trần đã được nhà máy thiết kế hõm sâu lên phía trên. Đó, tăng thêm cái diện tích về cái khoang hành khách thứ ba của chúng ta. Thì khi ngồi ở hàng ghế thứ ba của chúng ta thì nói về quá thoải mái thì sẽ không đâu, nhưng mà sẽ không đến mức độ là quá chật đâu nha. Ở tất cả các hàng ghế của chúng ta thì sẽ đều được trang bị cửa gió nha. Đây, cửa gió ở tất cả các hàng ghế nên sẽ rất là thoải mái và mát mẻ. Dây đai an toàn thì 3 điểm thì sẽ được trang bị ở tất cả các hàng ghế nha. Đó, thì điều hòa phía sau chúng ta thì chỉnh cửa gió thì chúng ta sẽ chỉnh bằng cơ nha. Đó, cực kỳ thoải mái luôn nha. Và phía dưới đây thì trên phiên bản Fortuner của năm 2022 thì chúng ta sẽ được trang bị một cái cổng sạc 220V, một cái jack cắm 220V giống như điện dân dụng chúng ta sử dụng á. Thì cái này sẽ rất là thuận tiện khi quý anh chị có những cung đường đi xa về quê hoặc là đi picnic, thì đây sẽ là một cái tính năng hỗ trợ thêm và quý anh chị có thể sử dụng rất là nhiều vật dụng ở trên xe nha. Đó. Cảm ơn toàn thể quý anh chị đã coi đến cuối video của em Vinh. Thì video này là một video ngắn em giới thiệu nhanh về mẫu xe Fortuner số sàn máy dầu một cầu của nhà Toyota. Thì đây sẽ là một lựa chọn tối ưu nhất dành cho những khách hàng đang muốn sử dụng một chiếc xe có cảm giác lái về cấp số, và cùng với đó là một mẫu xe vừa túi có thể hoạt động gia đình và có thể kinh doanh luôn. Thì đây có thể là một lựa chọn tiết kiệm dành cho khách hàng. Thì những quý anh chị nào mà đang quan tâm đến mẫu xe Fortuner này thì tại bên em đang có rất là nhiều xe, có thể giao vào cái dịp tháng 2 và tháng 3 này cho quý anh chị. Và khai xuân thì hiện tại đại lý bên em cũng đang hỗ trợ rất là nhiều chương trình khuyến mãi dành cho mẫu xe Fortuner. Thì những quý anh chị nào mà đang quan tâm đến mẫu xe này, muốn mua xe hoặc là muốn thu cũ đổi mới hoặc là muốn mua xe trả góp thì đừng ngần ngại gì, hãy gọi ngay cho em Vinh để được hỗ trợ tư vấn đầy đủ nhất nha. Cảm ơn quý anh chị. Những quý anh chị nào mà đang coi video của em Vinh mà chưa nhấn like, chưa đăng ký kênh thì hãy tặng cho em Vinh một like và một lúc đăng ký kênh để luôn luôn theo dõi kênh xe uy tín của em Vinh. Cùng với đó là sẽ được quý anh chị sẽ là những người đầu tiên đón xem những video mới nhất từ kênh xe uy tín nha. Cảm ơn quý anh chị. Chúc quý anh chị có một ngày làm việc thật là vui vẻ.